Triệu Lệ Dĩnh cover preview. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên tạp chí Figaro số tháng 9, tự do và dễ dàng, vững vàng, tự tin, thể hiện một phong cách mới vào mùa thu. Bìa chính thức sẽ được phát hành vào ngày mai lúc 10 giờ 16 phút, mong có lần gặp thứ hai ở Figaro. Gió mùa thu đang qua và mùa đông mạnh mẽ đang trở về. Sau những cơn mưa, nắng sớm bắt đầu, những khóm hoa xung quanh, sắc thu vàng rực của nàng sắp lộ diện. Lúc 10 giờ 16 phút ngày mai, bạn sẽ được gặp lại Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí Madam Figaro phiên bản Trung Quốc.